Tiết đang đi chợ về. Đi vô đây nè các bạn. Đang đi chợ về hả? Alo. Sao anh? Dạ, khoảng 15 phút mới chị gọi lại cho mình cái nha. Đi ra con. Ra đây. Ra nói về. Đấy, cái con này, cảm ơn. Nói về cho ba. Vũ mình đây. Leo lên ghế Vũ lại. Không có nhảy xuống đất, Vũ đi. Nghe không? Vũ mình đi. Leo lên ghế Vũ mình. Leo lên. Nói chung là rảnh rỗi không có việc gì làm ha. Cuối tuần đàn ông độc thân thì làm rất là nhiều trò. Thí dụ như là tắm cho bạn Tiết à, tắm cho bạn Tiết nè, rồi là hả nấu ăn à, hôm nay là anh ba sẽ chỉ cho mọi người một món ăn coi như là cây nhà lá vườn, gà thì của người ta tặng ha, xem coi mọi người sẽ coi anh ba làm món gỏi gà. Đây là nhà của anh ba, phòng làm việc của anh ba. Anh ba thì ở một mình cho nên là rất ưng là bài bộ. À, hôm nay mọi người biết không? Bà có chồng một vài món. Ở đây là một một trong những món đó. À, hôm nay bà sẽ làm một món đó là gà bóp gỏi. Ha. Này là rất là dễ trồng không các bạn? Đúng không? Đơn giản hơn, xử nó một ít. À, cắt một ít đem vào. À, đây rau này người ta còn gọi là rau càng cua ha. Nếu mà làm gỏi gà mà theo kiểu người miền Trung thì chắc chắn phải có cái này, ngoài củ hành thì ăn nó rất là ngon ngọt. Anh ba vừa trồng mai ha, và tưới nó thì tưới đều thì nó sẽ rất là tốt. Và thế là mình muốn ăn gỏi gà là mình ra mình chỉ có chuyển thôi, chuyển về mà nè, đó thấy không, tươi xanh mà không có thuốc men gì cả, sướng luôn, chỉ cứ tưới nước vô là nó lên. Món này ăn hấp dẫn. Gỏi gà mà không có món này thì rất là thiếu thiếu cái vị, cho nên là phải đó. Bụi này là đủ rồi, nói chung là con mình anh ba thôi cho nên là anh ba sẽ làm rất là ít. Rồi. Là được một rổ rồi ha, rổ là ăn là mệt nghỉ rồi, tiết kiệm xíu mình làm luôn. Đây là mình quay trở vô mình làm hay là có một món rất là hấp dẫn. Đây là giang sơn của anh ba, đúng không? Nãy anh ba luộc gà, bây giờ bắt đầu mình sẽ tủ lạnh đây.
lấy củ hành ra. Củ hành mà sắc xong thì nhớ bỏ vô tủ lạnh cho nó giòn giòn, cho nó đông lạnh tí xíu cho nó giòn ha, chứ nếu mà không có là nó sẽ không có giòn đâu. Nhớ là dù là rau ở nhà trồng thì cũng phải rửa nha. Thế nhưng mà rửa theo kiểu của cái mấy người đàn ông á, là phương châm của mấy người đàn ông là rửa cho nhanh nhanh đó, với cái phương châm là ở dơ sống dai và ở sạch rất là mau chết, cho nên là rửa cho vừa phải thôi, chứ rửa sạch quá thì nó cũng nên ha. Rồi sau rồi rửa xong thì chúng ta dắt, chúng ta vũ nước đi, bỏ vào này đó, ở dơ sống dai mà ở sạch mau chết, cho nên là mình rửa vừa phải thôi. Sau khi rửa xong cái ta sẽ lấy cái này gỡ ra, gỡ từng sợi ra ha. Sau đó chúng ta sẽ lấy một muối đường, à lấy một ít đường cho vào đó, cho vào gỏi ha, sóc được đơn giản mà sạch và sóc đó. Rồi cắt đường vô à. Rồi chúng ta lấy cái rau cà chua bỏ vào, đơn giản có xanh có đỏ ha, em nhỏ nó mừng ha. Rồi rồi bớt ra, sắc lên một tí xíu cho nó thấm đường vào cái rau cà chua. Thì tùy mọi người, có người thì thích ăn giấm, có người thì riêng anh ba thì anh ba thích ăn chay ha. Nhưng mà anh ba đặc biệt chỉ mọi người thì nếu như mà làm gỏi thì đừng có dắt chanh xui như vậy, dắt chanh xui như vậy là uổng lắm, chúng ta phải dắt ngược lại thì cái tinh chanh nó thơm, nó mới trộn vào gỏi nó mới thơm hơn ha, giúp cho cái gỏi chúng ta nó dậy mùi hơn, đơn giản hơn đó. Thế thôi. Cũng không có gì quá cầu kỳ, đơn giản là đó. Dắt vào khoảng tùy, muốn ăn chua thì dắt nhiều tí, còn muốn ăn ấy thì chúng ta dắt ít chút. Rồi chúng ta bóp, tiếp tục bóp đó, bóp xong thế rồi à, bóp xong một chút ha. Nếm coi vị chưa à, ngọt ngào tình cảm thôi, có khẩu vị chua ngon mà má ha. Đó là chúng ta thêm tí muối nha, gì vậy tiết ăn cho rồi, cho tí muối vô đó, thế là xong. Và thế là bỏ gà vào, thế là chúng ta có món gỏi gà bắp với lại củ hành và đó, đơn giản. Anh ba tự làm tự ăn, cho nên tay anh ba có xích dơ thì cũng ba cũng tự xử, cho nên là mọi người đừng có mà thấy làm mà ví dụ như mà mấy cô nào mà có làm cho chồng hay là về nhà bà già chồng mà có làm á thì nhớ đeo bao tay vô, chứ nếu không á là bà già chồng nó nói mày cho tao ăn cái gì đó mày đi toilet mày rửa chưa rồi nữa chết luôn nha, cho nên là cẩn thận, đơn giản thôi. Nếm lại tí, quá ngon ha. Thế là có một cái món gọi là gỏi gà xếp khai cũng được ngon. Thì nếu mà để muốn ngon lành thì chúng ta phải trâu thơm à, sắc nhuyễn bỏ vào. Còn anh ba thì anh không thích ăn sắc nhuyễn, bạn cả đây này. Thế là bóp lại cho nó có tí à, anh ba hôm nay không có rau răm thì anh ba ớt với lại húng, mà húng này là anh ba tự trồng luôn, cho nên là chắc bảo đảm là vệ sinh, đúng không? Tự mình trồng mà mình có xịt thuốc thì mình ăn mình chết đáng chịu hơn, đúng không? Đó. À. Đây, bây giờ là ra dĩa, nó đơn giản.
xí tiết. Sao? Thêm không? Nè, thế là mình có một dĩa gà bóp gỏi nhà làm ngon ha. Rồi, nếu như mà thấy mọi người thấy dễ không? Quá dễ, đàn ông đâu phải không làm được đâu. Chẳng qua là không muốn làm thôi ha. Thế là rửa tay và chiến thôi. Nhớ dọn dẹp. Tự nhiên mình ở một mình phải tự dọn dẹp. Bye bye.